quá ngon, quá ngon. Trời ơi. Nào giờ mới thấy cảnh này luôn nha. Ừ. Leo cây mang dép. Thằng xin chào cả nhà. Xin chào mọi người. Đón gia đình của người chị xuống thăm bông lúa Bình Tháp nha. Chị fan ruột. Fan ngay từ đầu luôn á. Ngay từ đầu luôn. Đường đi thì hơi xa nhưng mà tới được thì thấy khỏe chưa chị? Khỏe à cưng, thấy khỏe hả? Dạ. Cẩn thận nha. Được không? Đây này mà có thời gian ở đây chơi 2-3 ngày đã. Thì đó, nói vậy bữa em kêu đi xuống sớm đi. Chị sao? Không năm sau thì chị không có thời gian luôn nữa. Đông chị cái này. Cúc áo kìa. Năm sau xuống đông quậy. Mà mùa năm sau chị về mùa nào? Cũng mùa này luôn đó cưng. Mùa này hả? Biết gì không đó, ức nguyện. Dạ nãy em có Là tám hộ. Chị vẽ đi kế bên kìa, vẽ đi. Ôi đó. Trời ơi, nãy không. Trời ơi. Này là cây nhà lá dừa. Cây nhà lá dừa ngon á. Có dưa leo, không biết bữa nay dưa leo có trái không? Chứ sao? Ơi, ngon quá. Đây đây. Dưa này dưa leo ngoại nha. Ngoại chồng á. Cười ha. Một trái. Khỏe cái đó luôn đi. Đâu? Đó. Thấy đâu? Này không có thuốc cho nên nó không có được đẹp. Ôi, ngon. Cái này ăn liền là... Đúng rồi chị, cái dưa leo nó có gai chứ. Sao đây mình trên trảnh nè, mình ăn thấy lát quá. Trời ơi, mình đập cái hồng kìa. Nè chị, vẽ hồi vô ăn liền. Ôi, xót cái đó con trái cành kìa. Nhìn chảnh đón đi rồi. Ngó lục bình nha. Ngó lục bình cũng ngon nha. Chưa ăn thử lần nào đâu, nó hỏi cho ăn lục bình không, bà hổng đi Tây Ninh. Cái ghé cái quán... chị mà nhưng mà chị là khách đầu tiên thu hoạch dưa leo á, đọc bóng lúa hát luôn nha. Ơi, may mắn dữ ta. Rồi để kiếm nữa coi, đây ăn trái nè. Mẹ ăn ngọt. Em nói với mấy người bạn em đi năm sau đi ngọt cho thấy cảnh đi đó đó. Chưa còn nhỏ, còn nhỏ chị, còn nhỏ. Đây có mấy trái nó vàng vàng rồi, nó hư rồi đó. Cái này. Nè cái này được không? Được chưa? Được rồi. Có trái cây bên nữa kìa. À, cái này không. Nè, chị bẻ đi. Sao không cho chị Hồng chị bẻ kìa. Ôi bà phải ăn rồi phải làm đâu. Nó nào vậy? Gọi hết rồi. Đây đây còn trái. Cái này được không? Nốt rồi nó phủ hết này luôn. Cây đó trái đầu tiên luôn trời. Mà nốt rồi nó phủ hết luôn. Dạ, nó phát triển ra là nó phủ lên vàng nè. Ôi cá mà lấy vậy đó hả? Không biết. Phải có ăn cá kho đó, cá kho quẹt đó. Vẽ đi. Hôm nay mình tổng hợp rau củ trong vườn. Dai quá rồi hả? Sao tướng vậy? Tướng là già hả? Không có, cái đó phải vô khớp mới được. Rồi, lên đường trái. Thu hoạch chưa? Thu hoạch quá trời các em ơi. Các em về đây thu hoạch các em ơi. Thu hoạch quá. Có trồng cây gì cũng có trái, có cây gà cà na trồng hoài không có trái. Bắt đầu năm. Cái gì ông mành cái gì cũng cắt ăn như bắt. Cái đầy một năm. Chào cả nhà. Chút thấy người ta chỗ này có mấy chậu bông lan đứng kế hoài luôn. Mùa xuân nè cả nhà, hoa nở nè. Cái này hoa lan nhà nè. Nữ hoàng bóng đêm nhà luôn. Còn mấy chậu hồ điệp đó là mua. Chào cả nhà. Em bé thích đi chơi. Em bé thích là đi cô. Em chào anh. Chào ông Sáu. Chọc cái nha. Dọn dẹp mấy cái dừa mới được. Khói lửa dữ hả? Chị nó mới có bông lại không? Hồi lần cây cốc này trái dữ lắm. Đúng rồi. Rồi nó bị sâu ăn á, rồi ba em phải cưa bỏ hết luôn, rồi giờ nó mới ra lại đó. Được rồi. Hiểu không? Trời ơi, hay thoải mái đi có gì đâu. Cá lóc cá chê vàng giúp á. Không, cái này cá chê ngày hôm qua mới bắt nè. Ngày hôm qua mới dặm dấu còn nè. Bữa nay mình mới làm. Lương với cá chê đó, lần hồi mình làm á. Xúc ra đi Giang. Anh ăn con cá. Chị qua coi cá nè chị.
Nè, cá này. Đừng cho hột tay vô nha. Cá chi? Cá này hôm qua chú Út với Giang dặm giấu được nè cả nhà. Để chừa lại bữa nay. Thợ sửa dừa nè nha cả nhà. Để gì là nó phủ qua cái đó là giờ nó không có đậu được. Những trái dừa mình uống là phải có bàn tay của ông Sáu vô rồi mới có được nha. Vậy ha. Vậy bữa ông kia mình mướn làm cây 40.000 đó ba. Ai làm? Cái ông bẻ dừa, ông bán, ông mua dừa á. Ông kia mình mướn ông làm gì nè. Không. Uống đi, hết chặt nữa. Để bụng ăn ấy em ơi. Ăn cá nướng. Để bụng ăn. Thấy mấy cây xài ở đây không? Thấy cây xài có không? Đó, nó cắn rồi. Chó. Con chó. Nó biết rồi. Nó cắn rồi bây giờ. Nha. Nó còn nó không chịu á. Nó không chịu cho con đực. Tết này mình đổi món qua đồ đồng luôn. Ừ. Chị giờ mắc lựa nữa hả? Được vậy lương này là hết luôn á. Lương này sạch trơn để nguyên con ăn. Ý là nó nhỏ lụm mấy con bự thôi. Được không anh ăn được không? Được chứ. Được nhưng mà sợ mấy chị kìa lụm mấy con bự đi chứ. Nhỏ quá. Nếu như mà lương này để nguyên con là rất ngon luôn á. Để nguyên con khỏi mặn. Bây giờ gặm lâu chưa? Lâu rồi. Để nguyên con ăn luôn. Tết giờ. Bữa lương kho xả ăn cũng ngon. Có cá kho rồi. Có cá kho rồi. Lương nấu canh. Mọi thấy mỗi lần mùa nước nổi á em bẻ cốc rồi kinh nghiệm năm có không rồi để dạng đi hái đi để em đi cho xa lắm được rồi lụm mấy con ra cho đi chào chú Lạc chào cái tay đâu chào giờ nướng cá trê nè cả nhà đây nướng gần xong luôn rồi với lại mấy con chuột cũng nhum nữa. Chia nhiệm vụ. Vừa phết là chú đem ra ngoài đó. Đem ra ngoài phết hả? Ừ. Mình mọc rồi vừa phết rồi để họ đi phết luôn á. Tôi quay đem luôn đi. Đem ra phết luôn đi thiệt. Cái này là cái nước để mình quét lên chuột cống nhum. Mình cũng bình thường giống như đó giờ mình làm cả nhà. Hành, tỏi, nước tương, hạt nêm, mật ong, tương ớt, dầu hào. Đúc. Cho cao lên hay là lấy ra ngoài? Lấy ra ngoài luôn. Lấy cho luôn. Sao nó phồng ra như cái bánh cam thiệt bự luôn á. Cho con quét chỗ này thử coi nó làm sao mà nó phồng dữ vậy. Mắc cười quá cả nhà. Nha. Út lủng. Lủng rồi, chứ làm sao không lủng được. Chứ sao mà nó không lủng ta nè vậy là hư rồi hả ai biết của người ta ăn tao phòng ta nó họ nó giòn mà phết vô mới được chứ chỗ đó họ cho con ăn quá chà nó hạn tính cũng tiện dữ ta cũng hơi căng ha. Cái chú phết nó lộn nào thì đây họ chỗ đó nó giòn ra thơm lắm thơm rồi quá thơm rồi đấy bốn con cống nhum còn bên đây là một bầy cá trê 8 chê. Này chỉ thứ bảy chủ nhật. Bữa nay thứ mấy nay chủ nhật. Nay chủ nhật vậy phải là hợp lý rồi chủ nhật mới dám làm món này nè chứ ngày khác đâu dám làm đâu. Có ngoại lệ nè hả? Có ngày ngoại lệ hả? Thường thường ta nói thứ gì chịu nổi gì có thứ bảy chủ nhật chịu mới nổi.
Đây nè, cá chê này, họ vô nước mắm gừng đi, cũng đừng có dở. Chín rồi các bạn. Chín rồi. Ngày bình thường nhậu, thứ bảy nhật nhà dưỡng sức. Bạn thứ hai đi làm. Tại đây từ thứ hai, thứ sáu là nhậu không rồi. Đi làm sáng làm chiều nhậu. Cứ đâu đi làm á, về đâu nhậu. Còn thứ bảy chủ nhật là mệt phải không? Thứ bảy nhật ở nhà thở oxy. Ồ, cá này phòng. Cái này béo lắm ha. Dài béo. Anh Nguyễn sẽ phụ trách nấu món lương nha cả nhà. Với lại cái món cá kho. Lương mình sẽ nấu mẻ. Nguyễn Nguyễn đọc lương. Ở trên kia là cá trê nướng, chuột nướng. Lương này sẽ nấu mẻ nha. Còn cá lóc kho tiêu. Lương cái này nhỏ nhỏ không có bự. Lương đủ vớn đó. Mấy cái vớn miễn. Dạ biết chị. Chị không biết lội. Em hồi như 5-6 tuổi là em biết lội rồi. Mới có hơn 3 năm. Mới hơn 3 năm kinh nghiệm. Hai. Kìa đứng đây kêu bà chị, bà chỉ cho chị đi vô chị coi anh Nguyễn nấu. Thôi được, vô đó được rồi. Cá rỉa. Cá rỉa. Cá với nhượng hả? Ừ. Bơi vậy nó lại rỉa được. Này đúng rồi đồng. Muốn rồi. Đó hả? Có ai điện anh Hùng được không ta? Có ai điện cho anh Hùng được không? Ngoài chạy ngang thấy đóng cửa không? Chà, anh nhổ cỏ chưa vô. Có cái này bỏ vô nồi đây nè. Để nó cái nồi này mình. Dạ chị, anh chị muốn coi nấu chứ nó chỉ coi trên tivi không mà bữa nay chị muốn coi thiệt. Đây nè. Đây chị coi. Bé đây nè. Anh Nguyễn sẽ nấu mẻ và kho cá luôn hai món luôn. Lượt mé xong rồi gia vị vô tới lương. Để nguyên luôn tại vì lương này mình lương này rộng lâu rồi. Mình... Ngày hôm qua biết bà chị bá yêu cầu món gì không? Mùa này chỉ yêu cầu chuột của mình á, chuột chiên. Với lại gì bông điên điển. Mùa này. Nghịch mùa. Nghịch mùa mới đó. Mấy món cũng hơi căng căng chút. Có đây cá lóc là quanh năm, tại vì cá lóc anh có anh Nguyễn anh đi câu. Còn lương này đổ vớn lai rai có. Cá chê là ngày hôm qua vừa bắt luôn. Xin dành cho. Cho thơm. Vậy là mình khỏi xào lương ha. Cá kho tiêu kiểu truyền thống bông lúa Đồng Tháp. Ừ, hơi nhiều rồi.
xuống thì được. Lục bình bông sao đũa. Đâu dài bông sao đũa con gì thích nhất? Dê. Ôi trời. Con dê. Hôm nay mình có 1 món, 2 món, 3 món, 4 món. Đây là cá trê nướng, cá trê trắng. Hôm qua mấy chú cháu đi bắt hen với dặm dấu này cả nhà. Đây là lươn nấu mẻ, nấu bông xoa đũa, lục bình, chuột cống ngâm nướng. Nhìn tới dĩa này cái tay nó rung kỹ ta. Tự nhiên quay tới dĩa này tay rung. Tôi giá. Kỹ vậy. Tự nhiên nó sao không nổi rồi. Nè, cá lóc hạt tiêu. Nước chấm. Nước mắm xả, nước mắm gừng, nước tương. Đủ luôn. Mà máy đó của hình như của bộ đội bán mà. Cô sáu hay mời ông ta không để chưa thấy chưa mà đi vô đây chân thật nè đây đi lên đi lên không đi xuống đó đi lên đi vô đi vô này mình đây mình nữa hả đây đất đây đây vô đây đúng hôm đó hôm qua được rồi mà bởi vì qua được cái bữa đó muốn chết rồi thật không à thật nha của chị em của chị đâu có sao chị không uống hả không chị không uống sao chị muốn được uống nước suối lấy nước suối không không được rồi có nước dừa kìa để từ sự rồi mời cả nhà bữa tiệc chào đón vị khách đầu năm gia đình của chị Hồng một món chị Ngân tiêm năm nay sẽ vượt bậc cái năm rồi nha dạ cảm ơn chị cái này xong chòi đón khách đầu năm đó cả nhà chị là vị khách đầu tiên sau Tết Nguyên Đán. Mời cả nhà mình thưởng thức, mời anh chị, mời cả team mình. Rồi, mời cả team. Rồi. Vô cái đi. Vô. 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 Mời cả nhà. Mời cả nhà. Hai. Hai. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Chị mới chèo đó. Rồi, mời anh chị. Còn mong nữa. Rồi, anh bị mắc kẹt trong cái võng. Chị mắc kẹt vô cái võng này kìa. Coi chừng cái chén dưới chân. Hết biết giỡn luôn. Chị, thầy món nào nhất thưởng thức trước? Nào thịt đi không? Thịt nè. Ăn chua. Lần đầu tiên mới ăn lục bình luôn rồi. Đâu? Bên chỗ bên đây chỗ chị Ngân á. À, nguyên con luôn. Nguyên con luôn chị. Trời nhiều dữ. Hết luôn. Nhiều mà nãy lương nhiều lắm. Nước mắm xả bên đây chị. Đây cái gì chị để xưa. Vậy mà mấy hai để rồi đi. Rồi. Mình vô mồi đi chứ. Vô mồi mọi người ơi. Rồi mời chị. Lương nấu mẻ. Rồi ngon quá. Cà nướng đi. Mời anh. Mời anh để thưởng thức món nào anh thích. Công chủ ăn gì tôi ăn đó. Ủa kệ vậy. Vụ này mới nữa. Trời ơi, công chủ tính chất cái mẫu rồi kìa. Hại cái đầu cá kê. Rồi, mời anh. Đây mời. Đó. Cảm ơn chú. Này nó khôn không? Đây tới ai nước mắm gừng tự thử đi lăn vô mắm gừng lớn không thể nấu chị Ngân thì bây giờ là phải ăn cái cơm dư của Eagle anh đi mời cả nhà cách về nướng chấm mắm gừng mình ăn lương đi ăn lương đầu năm hy vọng mình cả năm gì có lương đầy đủ không có bị quỵt lương tháng nào mình có lương tháng nào có lương này có lương đầy năm các bạn đúng không đầu năm đầu tháng mà mình ăn lương rồi chịu phải không tiếp giang tiếp giang động ngọt ghê luôn á dạ cái thịt cá chê trắng này nè nướng nhìn nó dai cái nhà ăn lương ăn cái ngọt thịt ghê luôn á thịt ngọt. Ủa sao sao đỏ không ta cái nồi canh cá kho ngoài cái máy đụng vô đó rồi lóc đồng kho tiêu nó giòn quá nè qua đi nè gì bông lúa xám có chứ đồ đồng là có hết à chỉ có đồ đồng thôi dính miếng này mà nó cũng nhả được thấy được nhiều vô được lon à lai gai
chiều chạy về. Vô. 2 3 vô. Thôi chị gì chịu cũng thế. Nói gì? Anh uống được ngon thì quá chịu. Nó là uống đi, hồi anh chạy xe về cho anh không chịu. Thôi thôi, cái mắt cô đi mất kiến. Ôi chuột chạy xe nó chắc cho thôi, không ai dám ngồi hết á. Vậy đó, ở đây ngộ mà, ghê, chà mình nói mình chạy xe. Mà xe mà sửa toàn là ông này gây án không à. Chứ em chưa đi nào mà em gây án vô mà sửa xe hết trơn á. Đủ đã cái hở. Ngon lắm nha. Gì? Ngon. Ăn đi. Đó mà ai biết đâu. Ăn đi. Vì sao tôi về tới đây? Bữa nay ăn cơm hay vậy? Đó, lấy hũ trao vô Nguyễn chứ. Có cô Giang nè. Dạ sớm giờ chán cô Giang nè. Bây giờ leo chấm nước tương được rồi. Cái chơi kìa, anh Nguyễn có thích ăn đầu cái chơi xong bẻ đầu cái chơi đi vậy. Ừ. Trời ơi, nghe nhiều mà. Làm cái đi. Bữa giờ trong mít không có thấy cái chơi đâu. Thôi tôi bẻ cái trước vậy rồi. Trời. Đây chuẩn bị mình ăn cá nướng nè bạn. Cái bông dính bông rồi nè. Dính bông. Vô cái cây. Vô. Chị thích cá kho tiêu. Rồi, kho tiêu phải đỉnh. Có như tép mỡ luôn. 2 3 vô. Ơ con vô. Đó, chị hái mình, hái mình. Chị cái đó chị lấy luôn rồi thôi, cái cơm đó chị bỏ đi chứ nó ấy gì ăn đâu nổi nữa đâu. Bỏ đi. Cho cá ăn kìa. Ừ đúng rồi, đổ xuống cho cá ăn đi. Nó đang đợi ở dưới thì nó nãy vô hoài không khiến cho nó miếng nào hết. Được. Cái thì trắng dài kìa. À, chịu. Đó. Chị vô. Hồng thử cá chê đi, nào giờ không ăn cá chê kìa. Nhưng không. Nhỏ lớn rồi không ăn. Không ăn luôn hả? Đúng rồi. Không chấp nhận thử hả? Không. Đừng chấp nhận thử như đợt chú Hải với cô kia thử chuột á. Trời ơi. Không ăn được luôn hả? Mời cả nhà cá nướng. Mà nhìn cổ biểu cảm của cổ vui lắm. Chuột hấp cơm. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn. Cơm trời ơi, lần đầu tiên ăn mà cho anh kịp hút cơm mới ăn vô mới rồi chứ mấy cái này nè không có món đầy đủ không, nhưng đầy mà cũng muốn thử thử như hạn như không cái đó là vượt lên chính mình đó ăn là nhắm mắt nha bỏ vô nha cái sao bỏ mắt cái sao ngon dữ vậy phải có sao không không sao ngon ngon dữ vậy giống như chơi chương trình mà đại định hình mà bịt mắt lại đưa vật để ăn á múc canh chua múc lương nha đưa bò cạp ra được em không còn nhiều lắm lấy ra ăn chị phải còn chưa giật đúng hả hết lương rồi hết lương rồi bò cạp mà lương đâu mà hết lấy ra thêm nhiều mà bỏ nhiều lắm nhiều lắm lương thì nó vô dưới á cực kỳ béo nói cho nồi còn nữa lương nó chuối mà mình ăn đi nhiều mà bò cạp đây mình hay nhỏ ở miền đông á con nào nó bự được cá cháu ăn nó biết gì cháu đàn thịt dê mà con nghe sao ơi không ăn mua đâu không nuôi lắm cấm bây giờ mấy cái này đặt dập giờ chuột không cấm giờ nhung nhiều chuột này chuột đào dạ dạ dê thịt dê ngon chuột này chuột đào giờ mỗi người vô miếng chuột rồi quay cho nó giáp mũi chuột ớt ngon. Tôi leo lên đọt dừa mà chuột xuống không kẹp. Nghe cái mùi thơm nghe nó thơm nó bay tới ngoài. Chuột xuống không kẹp. Mình có mâm rau của mình là đầy đủ trong vườn rau của mình luôn đó cả nhà. Rau đắng nè, lá cóc. Ngại quên á, anh ăn cá chiên nướng nè, cặp như này nè. Là cá chê nướng á cặp với lá rau anh đâu biết đâu chú ăn gì rồi em ăn đó à ủa nữa rau đắng giờ là ba ăn cái gì là anh ăn cái đó đó anh lạc trái ớt anh sao bà chết cay à có lá lá xoài à, lá xoài lá xoài ông già ở nhà dặn đi làm rễ vô nói ông già vợ mày làm gì mày làm nói mày ông đang cuốc ruộng cũng ra dành qua để con cuốc ông kêu làm cỏ để ba để làm cỏ tới chừng ổng vô ổng ăn mì tôm ổng sặc cái lò của mì tôm ra cái ba cái này con làm không được cái này còn thua hả khó vậy ta bà tính không bà tính không chị Ngân hồi đó anh qua anh hỏi cưới chị ăn có vậy không
ra nó cắt cái lò của mì tôm ra, nó hồi bà cái vụ gì chứ này cũng làm không được rồi. Nên là nhà không có ba, có mẹ không à, mẹ đâu có nhậu, mẹ đâu có ai không. Gì còn ăn mì, ăn thịt nữa không, thịt còn không? Bữa hàng trước bà tính không được. Vụ này khó quá. Khó quá. Lương ngon chị, lương này là lương ba đổ vớn để dành á. Cảm ơn chú Sáu, chú Sáu. Ăn cái gì, cái nhà lá vườn không? Chị ăn xoài bằm được không? Để cái xoài bằm vô trong cái cá kho này cũng ngon. Dẹt qua bên. Toàn toàn bộ là đồ đậu. Chấm vô nha, xoài này nó hơi chua, phải vô đây một cái. Chua không? Dạ, đúng rồi đó, đúng rồi. Dẹt mới ngon. Thật nè. Ừ, ngon. À, ngon. Chưa ăn mà ngon. Xin lỗi anh trước nha. Bây giờ thử luôn. Quay cũng không nổi luôn nè. Quay lâu lâu chút. Mới vậy xíu hả, mình lâu lên. Quá. Đội tắt hoài luôn. Nguyễn nhớ đây, anh nhớ đây. Anh nhớ đây. Chưa gì hết cái phút. Thảm dài cá khô cũng gặp mà cũng chưa ăn. Cá khô tiêu bữa giờ chưa có được ăn từ hồi năm ngoái năm nay á. Nhớ đi, còn đó chưa nói rồi. Đâu. Em làm gì kìa, em làm gì kìa. Rồi. Kể đi, kể đi. Đừng la nó, hết hồn. Sò này nó hơi chua hả chị, nhưng mình chua chua vậy vô nó mới ngon. Chua ngon. Chị ngon bỏ sò vô cá khô tiêu rồi. Ăn chuột hả? Em mà muốn ăn sòi ha, là phải kho khô cái nồi nó nước nhiều một xíu. Chấm nó mới dính. Bỏ vô luôn. Không, cái này mình ăn cá chứ đi, ăn cơm không? Hả? Ăn cơm không? Chú ăn gì ăn nó đó. Ăn rồi, chú ăn keo càng cua kìa. Rồi, cái ăn cơm chú. Rồi, ổng ăn lục bình. Rồi để coi ba lấy gì, coi anh có lấy không nha. Sao nạo cho ớt, cái bên kia nạo cho ớt, cái hồi toàn rồi chơi bên tiên luôn, cái sao hồi toàn hết nổi nè. Rồi miếng lá xoài, miếng lá cóc. Cá nó vô. Cáo kìa, bẻ vô. Cống nhum vậy đó mà không ăn này ăn cá. Ủa, đúng rồi. Bởi vậy gì không đi cá. Nè. Cá mỗi ngày đi ăn không đã hay gì. Lăng gì vậy? Để em bé, em bé dọc rồi nha. Chạy cho chơi đi. Trời liếc kìa. Bạn ơi. Gấp sao mới ăn hai chuột rồi kìa. Cống nhum gì một miếng rồi. Em một khúc rồi, bây giờ một khúc nữa mình cầm như vậy nè. Chị Hồng á, chị nói là chị muốn đi về đây, chị ăn giống như gia đình của em. Ăn là ăn giống như gia đình của em. Giống gia đình em suy nghĩ cái món gì. Em qua chỉ có nói là canh chua lương bông điên điển, nhưng mà không có bông điên điển, cho nên là phải thế bông sao đũa. Có bông sao đũa. Chuột thì mùa này ở đây em thực sự cũng không có kiếm được. Vậy chuột nó thuốc dữ lắm, không có ăn được. Tại tháng này người ta thuốc về ruộng á. Mình không ăn này. Mình cũng không bắt luôn. Thu hoạch lúa nó có bắt được. Thôi đừng gấp nữa. Thôi nạp đạn vô chị ơi, đầu mình lên chứ. Nạp cá trê, cá trê nè, cá trê anh nào bắt đâu, kể cái chuyện bắt cá trê bắt chỗ nào chỉ được. Đây nè, ngày qua là chú Út Viên Giang. Chị là để về chị Hồng chị mở cái clip lại cho coi. Cái clip đó có đăng rồi. Cái clip đó tôi mới mở rồi. Trong chỗ cái hàng cây đó mà cút với chim xéo. Cái kinh á, kinh 500. Tài sản đó. Ôi, bắt hay lắm. Dầm dấu, nhất là dầm dấu quá trời. Nó mò cá trê. Mò cá trê dữ vậy. Trời, nạp đang chưa? Vô nè. Vô nè, vô nè. Vô. Ốp mé xong mới. Vô. Ốp mé xong thì cá thì thôi. Hấp luôn nè, hấp nè. Ốp mé xong cá thì hơn nuôi. Đúng rồi, ốp mé xong mới quá trời luôn. Bị một xuồng cá luôn. Biết là sớm nó khuất gió đâu không? Nhưng mà đã nhất là bà Hẩm là coi cái cá chốt á. Tát đường kinh anh Hùng. Đường kinh đó, đúng rồi. Trời ơi. Khủng khiếp luôn. Quá rồi. Với em đâu có ào đi bắt cá. Cái rễ vô hỏi ông già vợ nó giờ bắt cá sao bà, nó mà kiếm chỗ nào có nước chảy rồi ra bắt. Đúng rồi. Chỗ nào có nước là có cá mà. Chạy ra nhà tắm phía sau nhà. Nhà có ống kế bên. Hứng nước lấy lời đặt hứng không có con cá được. Cái đầu vô cái ông nói câu nữa, ông hô phải chỗ nào có bọt nhiều cái đặt cò nữa. Có. Đặc sản bông lúa Đồng Tháp. Khô cá chạch với tính là nói chuyện ha. Khô cá chạch, khô lòng tâm. Khô cá lòng tâm.
không vàng. Thánh thần một ly con hơi bị vàng rồi. Vậy vòng vào nha chị, băng thông xương. Chị thử chị. Đây cá chập, cái cá lòng tông. Ngon thử nha. Lòng đâu mà vô. Mà làm ra khô hay hiện tại. Dạ. Anh dạ. Khải, mời anh. Cá lòng tông thử sao mà được chứ. Không? Mệt ghê luôn, ba ăn khô nào, anh ăn khô đó đó, ba ăn đi. Trời, sao gấp đũa không à, cái này là gấp đũa. Trời. Gấp đũa nằm rồi kìa. Đũa nằm kìa. Gấp đũa nằm được. Mà một ly con nha. Cũng vừa nè, cũng vừa nè. Nè, bây giờ uống mình ăn một con uống ly. Cá chạch của chị dặn em là cá bự hơn hay là cá nhỏ? Ly, Út mượn ly rót cái ly nhỏ nhất. Mà cá nhỏ này anh em cũng còn ít. Là hai đặng một cá này hả? Ủa? Mà chị mua cá bự. Cá bự á nha. Cá bự ha. Cá bự thật. Thôi mình vô nè, mồi mới mà, mình vô cái rồi. Nhiên rồi. Cá bự thì cá này lấy trời mưa cơm nguội ha. Còn ly chị đâu? Chị ngon, của chị đâu chị ngon? Xuống lò này. Dăm xuống lò hả? Lấy cho chị luôn nha. Từ. Này trời mưa lâm râm ha Khải. Cơm ngồi cái anh bới giờ cái mình bới mẹ ăn thêm 2 cái hẻm mà hiểm nhỏ trái mình đó. Để vô tô cơm ngồi mình ăn. Rồi, cũng kết thúc clip ở đây luôn cả nhà. Em cảm ơn chị Hồng, chị Ngân với anh Khải đã ghé thăm gia đình em. Chúc anh chị một năm mới nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, gia đình thì sức khỏe dồi dào. Chị chúc chị về bển thương lộ bình an nha. Quá hay, vỗ tay đây. Quá hay. Rồi cũng thay mặt gia đình của chị Hồng, chị Hai với lại ông xã với lại mọi người ở đây là cho gia đình một cái bữa ăn rất là ấm cúng. Thay mặt cái gia đình chúc kênh Bông Lúa Đồng Tháp năm sau về lại đây thì được nút vàng. Dạ cảm ơn chị. Mời luôn. Rồi mời em. Chưa khui luôn. Mời lên đăng An kìa. Đó mời đăng An. Mời uống. Mình cái đó mình nói riêng đi. Ăn nhậu lầy lội mà mời tới mời. Cái đó bí mật đi, được cả nhà coi clip cả nhà thấy à. 1, 2, 3 vô. Chúc mừng năm mới cả nhà luôn. Ta kêu mời lên đăng An kêu mời rượu. Không mà anh nói vậy cũng mình cũng khó xử vậy chị. Đi vô chạy đâu rồi. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.